Ông Phan Văn Anh Vũ đã bật vô âm tín kể từ khi Bộ Công an khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng. Phải đến khi báo Singapore đăng thông tin một người có tên Phan Văn Anh Vũ bị chặn tại cửa khẩu thì người ta mới nghi ngờ là Vũ Nhôm có thể đã chạy trốn sang Singapore. Hành trình trốn chạy của Vũ Nhôm cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp sau đây.